Này chào mấy bác nha, em có một con Makita hay còn gọi là Echo 310 á, thì hôm qua đăng lên á, thì giờ đã hoàn thiện. Nó rất là mới nha mấy bác nha, mã số của nó này. Qua tối hôm qua có đăng lên. Thì bây giờ em sẽ nổ lên để em bán á. Thì nổ lên thì trước khi nổ thì em báo giá 1,8 triệu. Đó, mấy bác mua được khá lâu. Giá máy này là quá rẻ nha mấy bác nha. Nhiều kênh bán con Maru 20 thì giá 1,7 triệu 8 luôn. Rồi nhiều anh bán con Maru 23, 24 bán với giá hơn 2 triệu. Mà nó chỉ là 31, 32 ly thôi. Đó. Thì mấy bác so sánh với một con 36 ly mà Echo thì mấy bác đừng so sánh, nó khập khiễng. Con này gấp 3 lần con đó. Rồi, nói vậy đi cho nhanh. Còn anh nào tin hay không đó là tùy. Những cái dòng con Maru đó tâm của nó bằng nhựa nha, về thậm chí mấy bác chưa kịp xài luôn, hư luôn đó, tin hay không tin. Còn đâu khách hàng vẫn là những người thư thái nhất. Còn về máy hàng bãi, cái máy càng lớn là đa số càng xấu, thỉnh thoảng mới là còn đẹp. Đây. Ơi này. Muốn nổ luôn mọi người nghe chưa, tay ga nhé. Quán quan điểm này. Thấy chưa? Máy này thì quá tuyệt vời luôn. Anh khách sở hữu được những con này thì quá tuyệt vời. Mọi người coi được thì ủng hộ thì em chẳng biết nói sao. Còn đâu mua bán em gặp đầy khách. Mua về mà không xài được cũng đầy. Nhiều kênh họ đâu bắt cọc đâu. Đủ mà mua về không xài được. Mà mua mua con Maru giá 1,7 triệu 8 triệu. Có anh phát con Maru đến đây kêu đủ, mà anh mới mua con 1,8 triệu em ơi, đồ mấy con đó kêu em ơi cho anh đổi lại nhá, cho anh đổi qua kênh em á, còn dán tem dính tiền trên đây này, còn cái tem dính tiền trên đây luôn, hai anh này 1,8 triệu một con, đủ má con 20 phát lên đây em ơi, cho anh đổi qua con của em bù bao nhiêu cũng được, anh kêu không bên em không có thu vậy. Bởi vì những cái con đó em bán đi mọi người không xài được thì em bán làm gì, nên là anh thông cảm, em không thu. Đấy. Nói rõ nhất quán quan điểm. Nói rõ luôn, máy Nhật này, mọi người mua sao thì mua, nhưng mà những cái con mà bằng nhựa rất là mới, nhìn gần như mới tinh nhưng về không xài được đâu nha. Nói trước những cái con mà mặt tâm này bằng nhựa này không xài được đâu, đừng có dại mà bốc qua. Nói trước vậy để mọi người hiểu, chứ nhiều anh kêu em ơi như này em ơi như kia đó, chứ còn tùy. Em bán hàng thì làm dâu trăm họ mà. Còn cái kia không phải xăng đâu nha, nước ở cái vòi kìa, vòi rửa xe á, nó phun ra vậy đi. Chứ còn quan điểm của mỗi người mỗi khác, xài công việc ít thì không đòi hỏi, xài công việc nhiều thì khác. Rồi thì em cũng nói rõ vậy để cảm ơn mấy bác đã coi video. Con máy này rất là mới, mọi người coi kỹ này, cực kỳ mới luôn chứ không phải mới. Được coi mã số, được coi này coi nọ, màu nồng nít còn đẹp. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video.